Xin chào các bạn, hôm nay thì là ngày cuối tuần cũng rất là đẹp trời. Vậy là mình quyết định ra ngoại thành một lần nữa để làm một cái bài test cho các bạn. Đó chính là bài test về việc quay video. Không biết là để quay một cái video đẹp thì chúng ta có cần gimbal không hay là quay tay là được rồi. Và để làm bài test này thì hôm nay mình có tận hai khách mời đến đây với chúng ta. Đây có bạn Nguyên ạ. Hello. Chào mọi Nguyên, người. Nguyên cũng là một YouTuber và bạn có một cái kênh, mình sẽ để kênh của bạn ý ở ở đây để cho bạn xem. Và đây là một người khách nhá, còn người khách còn lại là đang cầm cái máy á. Đây ạ, đây là anh Cường ạ, chắc các bạn này không lạ gì anh Cường rồi đúng không ạ? Chào anh ạ. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm thử bài test là quay phim xem là cần gimbal không. Thì có rất nhiều bạn đã hỏi mình là mình dùng gimbal gì trong rất nhiều video trước rồi. Thì tôi trả lời là mình không dùng gimbal gì hết, mà mình không có gimbal luôn. Hôm nay mình sẽ thử với Nguyên và cả anh Cường nữa. Mình sẽ ở cái phe gọi phe quay tay đi, quay không cần gimbal, còn Nguyên sẽ dùng gimbal để làm thử cái video giống mình. Chúng ta bắt đầu thử đấy nhá. Yo, hôm nay mình sẽ dùng một con Lumix GH5. Đây là một trong những dòng mà thực ra là mình yêu thích thôi, chứ cũng không biết nhiều anh em yêu thích không, tại vì nó trước giờ nó lấy nét cũng nhưng mà mình thích GH5. Okay. Lumix của Panasonic. Rồi ok, hôm nay để làm đoạn phim này anh Cường sẽ dùng GH5. Nguyên ạ. Hôm nay Nguyên dùng máy gì? Chào anh em, hôm nay mình sẽ dùng Sony A6003. A6003 và 18-105 đúng không ạ? 18-105 hoặc là ống 50. Rồi ok, anh Cường thì là ống gì đây? Ống gì đây? 14-74 tương đương với lại khoảng 14-35. Rồi 74, ok. Còn mình thì mình sẽ dùng A73 và 16-35. Chúng ta thử bắt đầu luôn nhé. Ok, Nguyên sẽ bắt đầu trước. Chủ thể chúng ta ngày hôm nay đây sẽ đem em này ra giữa đường và làm thử một đoạn phim nhé. Anh Cường, với kinh nghiệm làm phim lâu năm của anh rồi thì anh định làm đoạn phim của anh như thế nào? Chưa biết nữa. Chưa biết nữa. Chưa bao giờ quay xe hay cái gì cả giống như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ được xem thử anh Cường làm thử một đoạn phim nghệ nghệ nhé. Bình thường toàn quay dọn tiết mèo thôi, rất là thông cống. Nguyên xong chưa? Okay. Rồi Nguyên bắt đầu chưa nha. Đây là một trong lý do tại sao không bao giờ dùng gimbal, cân rất là mệt. Rồi, Nguyên chuẩn bị xong chưa Nguyên? Đã xong. Hôm nay gimbal Nguyên dùng sẽ là Crane V2 đúng không ạ? Chính xác. Rồi. Dùng Crane V2. Rồi bây giờ Nguyên sẽ bắt đầu đoạn phim nghệ nghệ của chúng ta với người mẫu. Đây là người mẫu của chúng ta hôm nay đấy ạ. Cường định dùng gimbal không? Dùng gimbal à? Ừ. Không. Tại sao anh không dùng gimbal? Bởi vì cách quay gimbal thực sự là cái không thể thay thế được đối với những cái ví dụ như tracking shot, long shot đó, nói chung là long shot mà mình dùng để làm những cái hiệu ứng thời gian đó thì nó không thể nào thay thế được bằng tay nhá. Cho dù là steady thì ok, nó cũng sẽ khó có thể làm bằng gimbal. Nhưng mà đối với nhu cầu bản thân của mình nghĩ là có thể tập trung vào nhiều cái shot quay kiểu khác hơn là những cái shot quay đẹp của gimbal. Nên mình không dùng gimbal. Mà nó nặng quá, mang đi nặng quá. Anh chắc chưa? Chắc. Anh chắc anh làm đẹp không? Ok, chúng ta sẽ xem thử video của anh Cường nhé. We'll be right back.
có một điểm rất thích ở anh Cường là không bao giờ anh ấy tiếc máy. Dù con máy với cái ống kính của anh ấy không hề rẻ nhưng anh ấy đặt xuống đất và anh di thoải mái luôn. Ví dụ đây. Đẹp là chính đúng không anh? Nếu mà các bạn có xem cái video trước về chuyện chụp ảnh sống ảo Hà Nội của mình ý, thì các bạn sẽ thấy là mình cũng đến cái hầm này để chụp ảnh. Nhưng mà quay đi quay lại có vài ngày nó đã sơn lại cả cái hầm mất rồi. Bây giờ trắng hết rồi, chả có tí graffiti được rồi. Hơi tiếc một tí nhưng mà thôi không sao. Vẫn là hầm vẫn đẹp mà. Rồi, vậy là các bạn đã xem được video của mình, của Nguyên này và cả của anh Cường nữa, một khách mời tham dự bất đắc dĩ. Và không biết các bạn thích video nào hơn thì hãy comment ở dưới cho mình biết với nhé. Còn sau đây thì sẽ là tổng kết lại của cái video này. Không biết là chúng ta có nên dùng gimbal hay không, hay là quay toàn bộ bằng quay tay thôi. Chúng ta sẽ đến với 3 lý do của mỗi người về tại sao lại dùng gimbal và tại sao lại quay tay nhé. Rồi, mình sẽ bắt đầu trước với lý do tại sao mình thích dùng máy không với tay mình thôi. Đó chính là vì những cái gì mà mình quay không quá cần thiết đến một chiếc gimbal. Có thể như Nguyên làm những cái video kiểu thời trang hay freelance, những công việc ở ngoài thì ok, có thể sẽ cần đấy. Nhưng mà với mình quay những short video rất là ngắn, chỉ toàn kiểu đây, ví dụ như các bạn có thể xem ở trong video ở đây. Với những short video ngắn như thế thì mình không cần thiết có một chiếc gimbal để kiểu có cái footage mà kiểu nó mượt hẳn. Chỉ cần kiểu bật 120 frame lên này, quay nhẹ một cái, thế là xong, về slow đi là nó tự mượt rồi. Còn Nguyên là sao? Tại sao lại thích dùng gimbal vậy? Đối với bản thân mình thì gimbal là thiết bị chống rung ổn định nhất mà mình thường dùng. Tốt hơn là sử dụng live cam, handheld và ngay cả những cái tip mà mình hướng dẫn các bạn ở trong một cái video mà mình làm gần đây. Đây, mình sẽ để nó pop ra đây, cho nó tranh thủ quảng cáo một tí luôn. Và ngoài YouTube ra thì mình có làm freelancer về các clip fashion. Và để cho ra một clip có chất lượng cao thì mình luôn luôn muốn sử dụng gimbal để cho những cái footage chất lượng nhất, mượt nhất có thể. Lý do thứ hai tại sao mình không muốn dùng một chiếc gimbal đó chính là đợi cho bạn xem. Đây, xin giới thiệu các bạn, đây là chiếc ba lô máy ảnh của mình, sẽ có review sau nhé. Thì bình thường cái ba lô này nặng từ khoảng 10-15 cân vì mình mang rất rất nhiều đồ, mình mang cả văn phòng của mình ở trong này, có cả laptop này, máy ảnh, len này, mic này, đủ các thứ. Và mình sẽ không muốn nhét thêm một chiếc gimbal như thế này vào trong này nữa, khá là mệt. Đấy là thôi, vừa nặng vừa mệt nên đành bỏ nó ở nhà vậy. Nhưng mà mình thì thích mệt. Ok, chúng ta sẽ nghe lý do của một người thích mệt nhé. Lý do thứ hai mà mình chọn gimbal để sử dụng đó chính là nó mang lại cho mình rất nhiều shot quay sáng tạo. Bản thân mình là một freelancer thì đối với công việc của mình, khi mà quay phim fashion thì mình quay rất là nhiều những cái long shot và những cái shot mà phải follow chủ thể, đi rất là dài. Và trong khi đấy thì mình phải cả pan cả tilt và làm đủ cả trò. Cái này thì confirm. Những cái long shot mà ví dụ như Nguyên làm ở trong video ở đây, các bạn vừa xem nhá, nó vừa đi dài, nó vừa pan, nó vừa tilt. Với mình là một người không thích dùng gimbal, mình chỉ quay handheld thôi ấy, thì hoàn toàn không thể làm những shot đấy. Các bạn có đi những cái shot rất dài nhá, xong về các bạn wrap stabilizer vào hay là kiểu bất kỳ loại chống rung nào ấy, thì nhìn nó đều rất là chán. Vậy là công nhận là gimbal cho chúng ta mở khả năng sáng tạo nhiều hơn rất là nhiều. Rồi, vừa rồi là hai lý do chung chung tại sao mình và Nguyên không thích và thích dùng gimbal nhá. Sau đây sẽ là lý do của mình thôi, nhưng là rất rất nhỏ, tại sao mình thích quay handheld. Đó chính là khi mình quay handheld thì mình tự do với chiếc máy ảnh hơn rất là nhiều. Nếu bạn xem video của mình rồi thì mình rất thích những cái chuyển cảnh kiểu như là pan lên pan xuống, kiểu xoay máy hay là dùng hơi nhiều pan ngang ra cái kia. Thì vì mình thích những cái đấy nhá, mình không thể làm được những cái ở trên một chiếc gimbal. Kiểu như trên gimbal nếu mà các bạn có bấm quay sang nhá thì nó sẽ kiểu khá là chậm. Rồi, nó quay từ từ về rất khó làm.
khi mà mình làm video và mình thích cái tiến độ, gọi là cái nhịp độ đi, của video của mình nó đẩy nhanh hơn, mình thích dùng những chuyển cảnh kia hơn thì quay tay là nhất rồi, cứ lên xuống này là thoải mái thôi. Và đối với mình thì một cái lý do rất là nhỏ nhưng mà rất là quan trọng, đó chính là mình có thể quay 24:1 giây, mượt hơn và nhiều hơn. Đúng, cái này thì sẽ confirm với Nguyên. Tại sao là mượt hơn và nhiều hơn thì bình thường mình quay nhá, với handheld mình phải dùng 120:1 giây rất nhiều, xong về làm slow đi cho nó mượt hơn. Mình gần như không dùng footage 24:1 giây bao giờ, tại vì không thể làm slow motion nó đi cho nó mượt được cả. Khi quay slow motion thì các bạn sẽ phải nhân đôi tốc độ lên để phù hợp với frame rate. Ví dụ như là 120:1 giây, các bạn sẽ phải để tốc độ là 1/250. Lúc đấy các bạn sẽ phải tăng ISO. Đúng. Có nghĩa là video của các bạn sẽ bị noise. Và video đây là hết rồi. Cuối video này mình sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi là các bạn có cần mua gimbal hay không? Thì câu trả lời chính là tùy thuộc vào các bạn thôi. Ví dụ như các bạn là một YouTuber, các bạn là một người quay video bình thường, các bạn chỉ quay video về đời sống, quay những cái video kiểu nhỏ nhỏ và không quá yêu cầu về cái sự mượt của footage ấy, thì mình nghĩ các bạn sẽ không cần gimbal đâu. Ví dụ như mình hả, mình làm YouTube đến giờ sắp được 1 năm rồi mà mình chưa từng sử dụng cái gimbal nào cả. Ok, các bạn sẽ không có những footage kiểu siêu mượt như kiểu các bạn dùng gimbal, nhưng khi các bạn cần những footage kiểu mượt mượt như thế thì các bạn cũng sẽ có cách thôi. Vậy là yên tâm đi nhá. Còn nếu các bạn vẫn thích gimbal và quyết định đi theo thằng này này thì đây là câu trả lời của các bạn nhé. Ngoài việc làm YouTube ra thì mình cũng là một freelancer, làm viết thời trang rất là nhiều. Và đối với những cái sản phẩm của mình thì trước khi hậu kỳ thì mình luôn luôn muốn là có một video ra mượt nhất có thể. Và đó là lý do tại sao mình sử dụng gimbal. Rồi, vậy là mong các bạn có câu trả lời cho mình rồi nhé. Không biết các bạn sẽ theo mình không dùng gimbal tiếp hay là theo thằng này và mua ngay một chiếc gimbal đắt tiền cho mình, thì hãy comment ở dưới cho mình biết vậy nhé. Còn bây giờ thì hết video rồi. Bye bye. Hẹn gặp lại.